Hi, hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ thông tin đến các bạn thông tin mới nhất về đề xuất tăng lương hưu 15% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì chính phủ đang giao Bộ Lao động Thương minh và Xã hội thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, thời gian tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực công và tăng lương tối thiểu vùng. Theo đề xuất mới đây của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng 15%, Tăng chi trợ cấp ưu đại đối với người có công với cách mạng 29,2%, tương ứng từ 2.055.000 đồng đến 2.655.000 đồng. Tăng trợ cấp xã hội lên 38,9%, tương đương mức tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, trong cuộc họp vào 16 tháng 3 năm 2024 với lãnh đạo chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh mức tăng trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng một tháng lên mức 750.000 đồng một tháng. Do còn các ý kiến khác nhau nên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát số liệu nhằm khẳng định lại những đề xuất nêu trên, đồng thời nâng cao tính thuyết phục trước khi trình chính phủ. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, ngân sách phải chi cho các đối tượng thuộc ngân sách nhà nước đảm bảo là 17.276 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội quyết định. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, tính toán lại các phương án điều chỉnh cụ thể, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và cơ sở pháp lý của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều chỉnh lương hưu đối với người nghỉ hưu được dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và bị bảo hiểm xã hội nghị viết số 28 của ban chấp hành trung ương vân từ năm 2016 đến nay chính phủ đã 6 lần điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với các bước điều chỉnh tương ứng như sau tăng 8% vào năm 2016 tăng 7,44% vào năm 2017 tăng 6,92% vào năm 2018 tăng 7,19% vào năm 2019, tăng 7,4% vào năm 2022 và tăng 12,5% hoặc là 20,8% vào năm 2023 trong bước tăng lương hưu hiện hưởng. Theo thống kê thì Việt Nam hiện có 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu, nhưng chỉ có 3,3 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội và 1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước. Người Việt Nam hưởng hưu trí tối đa 75%. Tuy nhiên, tiền lương tính đóng bảo hiểm thấp nên lương bình quân, nên lương hưu bình quân chỉ đạt 5,4 triệu đồng một tháng. Như vậy là mình vừa thông tin xong đến các bạn về đề xuất mới nhất về việc tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên, bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.